Toàn cầu tận thế, ma quái xâm lấn. Một vị thiếu niên sống trong thời đại bị bóng ma quái phủ kín, nhưng số phận lại đùa giỡn với ta một cách vô cùng lớn. Một buổi sáng chạy bộ bình thường lại khiến ta gặp phải một sự kiện nổ tung vô cùng kỳ quái. Bước vào cánh cửa của nhà ngục, đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, ta cảm thấy vô cùng rối bời, chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận những điều bất khả tư nghị ấy. Nhìn này, đây có phải là anh không? Một vị thiếu niên đang vẫy tay với một chú chó con xinh xắn. Chú chó con cũng nhảy nhót chạy tới. Một giây sau, vẻ mặt của thiếu niên thay đổi. Bỗng nhiên ném chú chó ra xa. Chú chó rơi xuống đất lăn một vòng, rồi lao về phía thiếu niên gầm thét. Mọi người thiếu niên quay người, làm ra một bộ tư thái phải rời đi. Sau đó chú chó bỗng nổ tung. Cái này. Đây là ta, tốt lắm, anh nói với chú chó những gì vậy? Nhanh lên, ta chỉ nói với chú chó thôi. Mày ở đây làm gì? Muốn về nhà với anh trai hay gì đó à? Anh có nói từ nào liên quan tới nổ tung hay cái gì đó không? Không, thưa cảnh sát, ngay cả khi các vị nghi ngờ là ta làm chú chó nổ tung thì ta cũng phải là một người siêu phàm chứ. Có những kỹ năng như hạ nhiên dậy hay gì đó, nhưng mà năng lực tiềm tàng của ta chỉ ở mức không. Làm sao ta có thể là người siêu phàm được chứ? Không thể nào như vậy được. Tại sao anh lại ném chú chó ra ngoài? Nói ra các vị có thể không tin đâu, vì trong video không thể nhìn thấy được. Ta chỉ thấy chú chó đó đột nhiên trở nên sừng sộ, khủng khiếp, rất đáng sợ, giống như những con ma quái trong sách giáo khoa vậy. Ta mới vô thức ném nó ra, không ngờ nó lại xui xẻo đến thế. Vết thương có nhiều u thịt dày đặc, đây chính là đặc điểm của ma quái. Không sai, nhưng những u thịt này đều đã chớp, không có dấu hiệu nổ tung. Nếu nổ tung, hẳn sẽ là những bông hoa thịt rồi. Hơn nữa, chú chó này lại không có lõi đặc trưng của ma quái. Thực sự rất kỳ lạ. Hai người đang nói về việc thẩm vấn, một vị cảnh sát lịch lãm bước vào phòng. Trương ca, Vương ca, đã xong việc thẩm vấn với anh chàng đó rồi, không phát hiện bất thường gì. Chẳng phải năng lực tiềm tàng của anh ta chỉ ở mức không sao? Chỉ là một người bình thường. Gia đình anh ta có vấn đề gì không? Bên ngoài nhìn thì không có vấn đề gì. Cha anh ta là cán bộ hậu cần của trung tâm người siêu phàm, là người nhà của chúng ta. Còn người mẹ là các giới người siêu phàm trung tâm, một cái phòng thí nghiệm người phụ trách. Lại còn có một chị gái là nhà nghiên cứu của phòng nghiên cứu. Ồ, một gia đình 4 người, 3 người trong gia đình làm ở đây. Xem ra, anh chàng này chắc chỉ là vô tình bị cuốn vào. Thế thì thôi, hãy thả anh ta đi. Tiểu tử này cũng được xem là người nhà của chúng ta mà. Đúng vậy, gia đình anh ta ít khi về nhà do công việc. Vậy thì Tiểu Lý, Tiểu Mao, các anh hãy đi giáo dục sơ bộ anh chàng này, rồi thả anh ta đi thôi. Vương ca, anh dẫn đội, lấy thêm vài người khỏe mạnh đến khu nhà của anh chàng, canh giữ anh ta. Chẳng lẽ anh nghi ngờ anh chàng này có vấn đề? Cho dù không có vấn đề cũng phải canh giữ, anh chàng này có thể đã bị người ta nhắm tới. Ô, ý nghĩa gì vậy? Vụ án bông hoa máu tính luôn con chó đó, đã là ca thứ 3 trong tháng này rồi. Nhưng con chó này lại không như những nạn nhân trước, không tung ra được bông hoa máu đầy đủ. Ý anh là đặt bẫy đợi. Đúng vậy, việc chúng ta cần làm bây giờ là đặt bẫy đợi. Lịch sự chào tạm biệt hai vị cảnh sát chú. Tiêu Tiêu đang đi trên đường phố, vừa ăn một quả trứng cút muối, trong lòng lẩm bẩm cảm khái. Một ngày này cũng coi là thấy qua việc đời. Thôi vậy, không trở thành người siêu phàm cũng được, trở thành nhà nghiên cứu cũng ổn mà. Xin lỗi, mắt của mày để trưng thôi à? Mê mơ, cậu đứng đờ ra đấy làm gì? Không phải bảo cậu giả vờ đụng phải mà. Tôi định giả đụng đấy, nhưng hình như ánh mắt của anh chàng kia không ổn lắm đâu. Có gì không ổn sao? Tất cả đều là màu đen, chẳng có chút trắng nào cả. Hóa ra chưa nghe nói về kính áp tròng à? Có thể đó là kính áp tròng. À không, không phải kính áp tròng. Mắt anh ta lúc đầu vốn là bình thường, nhưng vào lúc anh ta nhìn tôi, sau đó tất cả đều đen lại. Khi trở về nhà, nhìn ngôi nhà không khí thoáng vắng, Tiêu Tiêu thở dài một cái. Cha mẹ và chị gái bao lâu rồi không về nước, họ đều bận. Bận cũng tốt thôi. Kết quả kiểm tra của trung tâm người siêu phàm ra rồi. Nếu tiền không tốn, cậu cũng chẳng thể trở thành người siêu phàm. Thật à? Chúc mừng em, không cần đi làm chuyện nguy hiểm. Các người là cái gì? Mấy robot giải mã từ khóa à? Chỉ đơn giản trả lời với từ khóa à? Các người không muốn ta làm người siêu phàm nhiều đến thế sao? Tuyệt đối không muốn, một chút cũng không muốn. Đây ra, em à, chúng ta biết em muốn làm người siêu phàm, tung hoành chiến trường, nhưng mà em không có năng lực mà. Cha mẹ chắc là vui lắm nhỉ? Dù sao người siêu phàm cũng nguy hiểm mà. Mệt rồi, tôi ngủ đây. Sau đó Tiêu Tiêu ngã xuống giường và ngủ thiếp đi. Tôi đã mơ về giấc mơ này hơn 10 năm rồi. Bây giờ nhìn lại vẫn phù hợp. Hôm nay không có vấn đề gì chứ? Mục đích nhỏ của tôi là ngọn núi phía trước. Trên đỉnh núi có một cậu bé bị trói. Trước đây, đơn vị sẽ leo lên đỉnh núi để đến trước mặt cậu bé, rồi cắm lưỡi dao vào cơ thể cậu bé. Sau đó, binh lính và con dao sẽ biến thành tro bụi, chỉ để lại cậu bé đang thét lên vô thanh trên đỉnh núi. Lần này, tôi sẽ giải thoát cho cậu ta trên đỉnh núi. Nghĩ cũng thảm thương. Chờ một chút nữa thôi, tôi sẽ giải thoát ngay cho cậu. Trong nháy mắt, Tiêu Tiêu lảo đảo đi dần lên đỉnh núi. Đi trên núi như thế này thực sự rất buồn tẻ. Và còn có những cơn gió đặc biệt trên núi khiến tiến độ leo núi khá chậm, khiến con người dễ bị kích động và cáu bẩn, thậm chí có thể bột phát hành động. Chỉ còn bước cuối cùng là đến nơi. Cuối cùng ta cũng đến nơi. Trong quá khứ khi bị kiểm soát bởi giấc mơ, chưa bao giờ thấy cậu bé này ở khoảng cách gần. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Mê mơ. Người anh em này nếu là thả vào trong tiểu thuyết, chắc chàng trai này sẽ là một gã thiên mệnh chi tử, hoặc là một thiên tài đã phạm phải tội ác khủng khiếp, lại như vậy. Chứ không thì phí công sức hành hạ. Nhưng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Mặc dù giấc mơ này rất kỳ quái. Chờ một chút, anh sẽ được giải thoát ngay. Lần này anh đã được tự do. Tuy có thể nói sẽ hơi đau, nhưng không sao, một lát nữa, ngươi sẽ không còn phải chịu thêm đau đớn gì nữa. Cuối cùng đã chót rồi. Mỗi ngày bị đâm bằng lưỡi dao. Thật đáng thương. Chúc linh hồn em bay lên tầng trời cao, không còn bị lưỡi dao đâm nữa. Tiếc là đây chỉ là một giấc mơ. Chơi xong lại phải chịu đựng lưỡi dao sao? Ước chừng nửa tiếng nữa, đám lính này sẽ đến chân núi. Nếu họ thấy cậu bé này đã chót rồi, sẽ xảy ra chuyện gì? Không còn ai để cầm dao nữa sao? Phải tự gắn mình lên đây. Không được, không được. Ta phải chạy trước đã. Phải chớt nhanh lên. Chỉ cần chớt thì giấc mơ sẽ kết thúc. Hay dùng dao luôn. Để tao giúp mày đi. Haha, người rốt cục chớt rồi.